Ngày 14 tháng 10, một nguồn tin cho biết bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và gia đình đã có đơn gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh xin được tại ngoại và bảo lãnh tại ngoại. Trong đơn, bị can Nguyễn Phương Hằng cho biết đã bị tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân từ ngày 24 tháng 3 đến nay và mong muốn được tại ngoại. Bà Nguyễn Phương Hằng kể mình có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhất là trong đại dịch Covid-19. Đồng thời, gia đình cũng muốn bảo lãnh bà Nguyễn Phương Hằng để điều trị bệnh cho bà. Trước đó, ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1990, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ là bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Nguyễn Quang Tuấn trình bày lý do từ trước đến nay bà Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện. Ông Tuấn đã liệt kê một số bằng khen, giấy tri ân, thư cảm ơn của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân gửi tặng bà Nguyễn Phương Hằng và công ty Đại Nam Quỹ Hằng Hữu. Trong một diễn biến liên quan, đầu tháng 10 năm 2022, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo bà Nguyễn Phương Hằng có 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong phiên tòa sắp tới. Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, 2 luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh được gia đình mời bào chữa cho bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, một luật sư từng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong vụ ly hôn ngàn tỷ với bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng nhiều tài khoản mạng xã hội để xúc phạm uy tín, danh dự nhiều người. Nhiều buổi livestream bà Nguyễn Phương Hằng đã bàn về đời sống riêng tư của các nghệ sĩ như nghệ sĩ hài HL, ca sĩ VO, bà HN. Bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận thông tin mà bà có và nói về 3 cá nhân này do tham khảo trên mạng, đọc báo nằm mơ chứ chưa kiểm chứng. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người giúp bà Hằng tích cực trong các buổi livestream gồm bà NTMN, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng tại Công ty Cổ phần Đại Nam, ông HCT, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam. Các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng nói về các cá nhân do bà nằm mơ tư liệu, còn có sự tham gia của các luật sư NDK, DAQ. Bà Nguyễn Phương Hằng trước đây từng có tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, ngoài quốc tịch Việt Nam thì bà Hằng có thêm quốc tịch Cộng hòa Xíp.